À, xin chào các bác nhé, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Thì cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian theo dõi video của em. Thì các bác có nhu cầu mua hàng thì cứ alo vào số điện thoại em để trên màn hình, và phương thức mua hàng của em thì có COD cho các bác nhé. Đó, nhưng mà tránh trường hợp nói chung là các bác đến nơi không nhận hàng, nói chung là đầu nơi với cơm rồi nhưng cũng có một hai người đó. Thì em lưu ý cho bác này, đó thì các bác lớn tuổi rồi, không phải ít tuổi nữa. Thì các bác đã mua hàng của em như thế này rồi thì những người ít nhất cũng phải là 35 tuổi rồi, đó, 40. Còn những bác rất là nhiều tuổi, đó, bằng tuổi bố em, hơn tuổi của bố em luôn. Có bác rất là nhiều tuổi hơn nữa, đấy. Đó, nên là các bác phải suy nghĩ về hành động của mình, đấy. Em nói đơn giản như vậy thôi, chỉ cần suy nghĩ về hành động của mình thôi. Trước khi đặt một món hàng là có thích thì hãy đặt, có nhu cầu thì hãy sử dụng, còn không thì một là để cho người khác sử dụng, hai là để cho người bán hàng người ta được thoải mái vô tư, không phải lo nghĩ gì về những cái đơn hàng đã gửi đi đấy. Thực sự em không bao giờ suy nghĩ gì hết, em COD cho bác rất là nhiều đó, em vẫn gửi bình thường luôn, không có vấn đề gì cả. Tại vì nó thật, bác cọc cho em thì trong tài khoản em thì tiền thẻ thì em đã xài theo bao trò sâu, em không cần phải cọc thẻ, người ta tự trừ. Nhưng mà cọc vào thì nó quá nhiều, nó nói chung là nó rất lằng nhằng. Nhiều khi em thật là bác em quên luôn, không có lấy tiền thẻ cào cọc đó luôn, em nói thật các bác luôn đó. Bây giờ hiện tại trong tài khoản của em những cái người nạp thẻ nó rơi vào khoảng 4 cái thẻ nữa, 4 cái thẻ nó tương khoảng 500.000 đấy. Có người cọc nhiều, có người cọc ít, nhưng mà đa số nó cọc 100.000 nó lên nhá, nó cọc 100.000 chứ không cọc ít đấy. Nên là trong tài khoản em giờ khá là nhiều tiền, nhưng mà giờ em cũng không biết là cái những cái Zalo đó ở đâu, tại vì một ngày em không biết bao nhiêu cái Zalo nó đến với em, mà cái bạn em rất nhiều người đó, nên là coi cái đó cho qua đó. Thì các bác có nhu cầu thật sự mua hàng thì alo cho em, hoặc không thì thôi nhé, các bác chỉ xem cho nó biết thêm một chút về hàng bãi Nhật đấy, những cái model này, những model kia. Em bán những cái hàng này có những cái em chưa có biết tới thì các bác chia sẻ cho em comment phía dưới, và có những bác nhiều tuổi hơn đã chỉ cho em thêm một số cái tính năng mới của nó. Tại vì thực sự em bán thật nhưng mà có nhiều tính năng em chưa có sờ tới được. Em nói thật luôn, cả lối cơm em chỉ nói cho bác chỉ bấm nấu thôi đó, chứ không có dùng đến nhiều. Có những bác đã dùng rồi, thấy nấu cơm ngon, alo lại bảo em ơi nó có chức năng này chức năng kia. Ok, nói chung cảm ơn các bác rất là nhiều đấy. Nhưng các bác có đóng góp tinh thần rất tích cực. Ngoài ra có một số người thì comment trên đó, nói chung là các bác không biết cái gì rồi thì đừng có comment, để cho người khác người ta nói cho đấy. Rồi thì hôm nay em bán cho các bác một số cái bình thủy và một số cái nồi cơm. Và thực sự bình thủy em bán có khá lâu rồi, nhưng mà cũng chỉ biết nó giữ nhiệt nhiều, giữ nhiệt ít. Và bây giờ em đã biết thêm một cái được và một cái mất nữa đó, giữa hai loại bình thủy, nên em sẽ chia sẻ với các bác để các bác có một cái nhìn, nói chung là trước khi mình mua một sản phẩm thích hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình. Đấy, em lưu ý các bác nha. Đấy, cho nó dễ. Bình thủy bây giờ hiện tại nó có hai loại thôi. Nói chung là mình chỉ sơ sơ như vậy thôi. Còn thì cũng thêm chức năng này chức năng kia thì em không có đi sâu vào quá. Thì em chỉ biết cho bác hai loại. Một, nó là bình thủy. Đó, như thế này. Một cái bình thủy đơn giản như thế này nhá. Đấy, các bác sẽ nhìn thấy nó sẽ có một phần trống trơn như thế này. Đấy, trống trơn như vậy, và một con bên cạnh các bác nhìn thấy không, nó có cách nhiệt Tiger này, cách nhiệt rất là cẩn thận nhá. Nó dòng này cách nhiệt cực kỳ tốt, và dòng này cách nhiệt thì nó là bình thường đấy, rút điện ra thì nước sẽ nguội. Đấy là lưu ý, nó chỉ là lưu trữ khi mà có điện đấy thì nó giữ nhiệt, nhưng mà nút giữ nhiệt đó nó cũng không có tốn điện quá, nên các bác lưu ý đó. Mình đang nói đến cái phần giữ nhiệt lâu thôi, chứ không nói đến cái phần tiêu tốn điện năng. Như cái con như thế này thì nó giữ nhiệt được rất là lâu đó, thì nó giữ nhiệt lâu hơn, đồng nghĩa thì nó cũng đỡ tiêu thụ điện năng hơn một chút so với con này đấy. Nhưng nó sẽ có một cái để cho bác phải cân nhắc, giữ nhiệt càng lâu bao nhiêu, nóng càng lâu bao nhiêu thì nó sẽ hư cái phần này bao nhiêu. Rồi các bác biết, nói chung là em bán hàng với phương châm nói chung là nói rõ cho khách hàng biết, nhưng mình biết được cái gì thì mình sẽ nói cho khách hàng những cái đó.
còn như em không có dấu đó, thì các bác cảm thấy thích hợp với cái nào các bác có thể mua cái đó, thì không có ai cấm các bác bắt cái bác mua cái này mua cái kia được. Đây bác để riêng cái dòng Tiger đó, đây có ba dòng thông dụng Tiger và UCC Parasonic đấy, còn là khoảng Nationan như này để cho các biết này. Riêng cái dòng này là dòng thuộc dạng VIP của Tiger luôn nhá. Đó, bác nào buôn bán nhiều cũng biết nó là dòng VIP của Tiger cái dòng này, này đấy. Và nó có một cái bơm tay, các biết tại sao có bơm tay không? Nó có bơm tay là vì lý do nó giữ được nước rất là lâu, nóng rất là lâu. Bởi vậy nên khi mình bác rút điện ra, bác có thể mang ra một cái khu vực khác ngoài cái nguồn điện như thế này. Đó, ngoài cái nguồn điện như thế này, như con này là phải lùa điện. Khi bác rút điện ra là nó sẽ không còn sử dụng được nữa, không bơm nước ra được, chỉ còn cách là mở ra múc thôi. Còn riêng con này thì các bác để xách ra chỗ khác bơm tay được đấy. Nhưng thằng này nó có một cái dở là khi bơm tay của cái như lúc đã còn mới thì không sao, sử dụng một thời gian nó sẽ hư cái phần này. Đó, đây này. Trước em nó đã quay một lần rồi nhưng mà chưa chi tiết, lần này sẽ rất là chi tiết để trước khi các bác cân nhắc mua một món hàng cho nó phù hợp nhu cầu sử dụng của mình. Đây là một cái phần bơm hơi, bơm tay của cái con này. Đấy, nó cũng giống như cái, tưởng tượng như cái bơm vậy thôi. Đó, khi mình nhấn xuống như thế này, nó sẽ có tạo một cái nò xo, đó, nó sẽ có bơm hơi. Đây là cái phần, đây là cái phần này, phần nó sẽ có một cái giữ hơi ở dưới này đây. Để các bác nhìn nhé. Em mở cái nắp ra cho bác coi. Đây. Các bác để ý khi mà ấn thế này, đấy, cái này nó sẽ bơm hơi này. Đó, giống như cái vừa rồi đấy là cái cấu tạo của nó bên trong, nhưng mà nó thời gian sử dụng nó nước quá nóng, tại vì nó giữ nhiệt rất là lâu nên nước rất là nóng. Nó sẽ hư phần này. Hư phần này. Đấy. Và sẽ không bơm được hơi nữa, chỉ còn bơm điện thôi. Với đồng nghĩa với việc nó đã hư phần này rồi thì không thể nào xách ra ngoài được nữa, chỉ có còn bơm điện. Đó. Thì nó ở chỗ đó. Nó nóng quá thì nó hay hư. Tại vì nhiệt độ nó lúc nào cũng giữ nhiệt độ rất là cao, tại vì nó tốt. Cái vật liệu bảo ôn như thế này cách nhiệt rất tốt, người ta hay dùng trong công nghiệp. Những cái bác cứ để ý ở trong những cái bồn nước nóng mà trong công ty công nghiệp ấy, người ta hay dùng để người ta làm những cái phần nói chung là rất là nhiều thứ, nói chung là dùng nước nóng nhiều, nó sẽ có vật liệu bảo ôn này để cách nhiệt, không phải là cách nhiệt vừa cách nhiệt ra bên ngoài môi trường đó, thứ nhất, thứ hai là vừa cách nhiệt để an toàn khi sử dụng, đây là giữ nhiệt lâu, tiết kiệm điện năng nữa. Đấy, nó cũng có như vậy. Thì cái đây đấy, nó làm bằng cái vật liệu cách nhiệt thế này rất là tốt, bởi vậy giá thành nó sẽ rất là cao. Như con bình thủy này thì tại sao có những bác không phải có những bác mà trong siêu thị đi, tại sao có những bình dung tích như nhau đấy, thì người ta bảo sao con này 3 lít và con kia cũng 3 lít mà có một con nó mắc tiền hơn cả một nửa luôn đấy. Chẳng hạn như cái dòng này bình thường nhất, đơn giản nhất thôi, trong siêu thị bán hàng 220V của hàng nói chung là Nhật Bản xuất qua đấy, thì Made in Japan đấy, thì không biết là thật hay không, thì cái đó thì các bác mua thì bác biết rồi, em không dám làm đào mình đâu có biết mà phán đoán được, người ta chửi chết. Đó, như thế này bình thường 2 lít của Panasonic chẳng hạn nó khoảng 1,7 triệu, 2 lít 2 bình thường như này nhá, thế là chức năng như này. Còn những con cách nhiệt bằng chân không của nó nữa cơ, nó đắt cả gấp đôi, hơn gấp đôi đấy. Còn những con Tiger như thế này, tầm 4 lít như thế này nhá, trong siêu thị vẫn có bán, tầm 4,7 triệu mấy chục ngàn đấy. Đấy, một con giữ nhiệt đến đâu như này. Còn hàng của Việt Nam mình, bây giờ tầm rẻ nhất là tầm khoảng 900 ngàn một con, giữ nhiệt khoảng 3 lít, thì nó sẽ như thế này thôi, không có gì khác nhau cả. Đấy, nhưng mà cái phần linh kiện các thứ như thế này thì em đảm bảo nó có nhược nhật nó vẫn tốt hơn, dám khẳng định luôn. Rồi. Và em sẽ đến một cái dòng nữa cho các bác thêm một cái kiến thức một chút nữa khi mình lựa chọn cái bình thủy phù hợp. Đây. Đây là cái dòng thuộc dạng VIP của Yoshiyoshi. Đấy, cao cấp của nó đấy. Con này dung tích là 3 lít. Tình trạng như thế này còn là này các bác nhìn này. Đấy, nó còn khá là đẹp nhá. Đấy. Con này là con nó cũng giống như cái con này. Em quên không tháo một con như vậy ra. Đó, giống như con này nhưng mà nó có một vòng nữa như thế này bên ngoài.
cách ra khoảng 2 cm, gần 2 cm. Tại vì sao? Để nó cách nhiệt tiếp một lần nữa, thêm một lớp nữa. Đấy, nó không làm cái bông cách nhiệt như thằng Tiger nữa, mà nó làm hẳn một tấm luôn. Cái tấm đó cũng như bộ cách nhiệt rất là tốt. Đó, thì cái thằng nào nó bác cách nhiệt càng tốt thì cái tỷ lệ hư cái phần này càng nhiều. Thì mình phải chấp nhận thôi, không thể nào mà được tất cả vẹn đôi đường hết được. Đấy, này này. Những cái phần trong này của nó sẽ bị hư nhanh hơn phần nhựa này. Tại vì lúc nào nó cũng lưu trữ nhiệt lượng, năng lượng, nói chung là nước rất là nóng, nên là nó sẽ bị nhanh hư hơn những con bình thường. Em để ý những con bình thường, tỷ lệ nó hư cái gioăng này rất ít, nhưng mà những con mà giữ nóng càng lâu thì đa phần về là hư mất cái gioăng này rồi. Rất ít con còn cái gioăng này đó. Còn con này nó có một cái hay nữa. Đây, cọng cốc của Yoshi mà. Con này dung tích 3 lít. Đây. Đấy. Nó dùng bằng pin. Nó không dùng được bơm tay nữa. Nó bỏ qua bơm tay. Đấy, cái công nghệ nó còn cao hơn cái thằng bơm tay. Vì sao thì tại sao em nghĩ nó tốt hơn? Vì thằng bơm tay kia nó sẽ dễ bị hư cái phần như vừa rồi em nói đó. Còn thằng pin này nó vẫn dùng pin để nó bơm được nước ra. Đấy. Hay cho đó, nhưng mà lưu ý các bác nhá, dùng pin phải là pin xịn, chứ không phải dùng những cái pin đôi con ó mấy cả pin nhỏ nhỏ rẻ tiền 5.000 một đôi vào đây được nhá, không thể dùng được các bác nhá. Pin này là pin của Panasonic, hoặc là bác mua lại pin kiềm. Đấy, giống như pin bếp ga bác mua 90.000 một đôi to, hoặc là 100.000 đôi to, thì bác mua pin nhỏ tầm khoảng 50.000 đến 60.000 một đôi pin này. Đấy, hoặc là 40.000, nó tùy vào những chỗ bán. Đôi pin này thì nó mới chịu được. Chứ còn cái đôi pin kia là bảo các bác là vứt bỏ ngay một tức, không thể nào bơm được nước ra luôn. Đấy, còn pin này thì bác thứ nhất bác cắm điện vô là nó có nạp điện nhá, nó có nạp điện vào cái đôi pin này. Đấy, thì đây này, mình hướng dẫn sử dụng này. Đó, thì các bác rút điện ra là nó sẽ có pin để nó lưu, thì các bác có thể xách con này đi chỗ khác bơm nước được. Đó, tại vì nó bơm bằng điện mà, nó không phải bơm bằng tay nữa. Đấy, thì nó đỡ hư phần như con Tiger. Đấy, để cho các bác biết là lựa chọn một con nó phù hợp nhu cầu sử dụng của mình. Con này có nhiệt độ là 70, 80, 90 và 98. Thì con này giá bán của nó đấy là 1.4 triệu nhé. Bác nào nhu cầu mua thì alo cho em. Tình trạng nó còn khá là đẹp. Đấy. Đây, ở đây là bên trong. Ở bên trong của nó là màu xanh đen. Đấy. Đó. Còn cái con này của nó, các bác nhìn cái gioăng của nó này. Gioăng con này đang còn màu rất là xanh. Từ trên xuống dưới luôn. Đấy. Em phải lựa rất nhiều con để lấy được một cái gioăng phù hợp mà đẹp nhất để đưa vào đây cho nó cái bình thủy tốt nhất. Còn những cái con á mà nó đã chuyển qua màu trắng một nửa phía dưới này, bác lưu ý nhá. Béo ghi vì sao? Tại vì sao trắng không? Nóng quá, nó phải thay hóa đi thì nó sẽ trắng cái phần dưới này. Bác lưu ý nhá, trắng phần dưới này thì những con đó em sẽ bán rẻ hơn. Đấy. Những con như thế này thì bác gần như là bác sử dụng như là đang còn mới tinh trong nhà máy sản xuất ra. Đấy, ý là cả phần trên đến phần dưới nó còn nguyên si như vậy nhé, chưa có bị biến đổi một tí nào. Đấy, vẫn còn tốt. Đây các bác nhìn thấy pin nó có lưu vào này, nhưng mà em mới cắm như vậy thôi thì nó chỉ lưu một chút thôi nhé, nó hiển thị vậy thôi nhé, tại vì mình cắm thời gian ngắn như vậy không thể nào nó lạp được. Thì bác sử dụng nhiều, hoặc là bác có thể thay đôi pin mới. Đôi pin này nó cứ theo nhà máy nó về như vậy thôi, thì em vẫn để như vậy. Thế cái kính của con này nó hơi sức một tí chỗ này nhá. Đấy. Nói chung là không có vấn đề gì đâu bác. Đó, thì chẳng hạn như bác mua con mới như này tầm khoảng gần 5 triệu đó. Em nghĩ nó phải gần 5 triệu. Còn con này thì nó khoảng 1.4 triệu thôi. Đấy. Miễn phí ship cho bác nhé, riêng con này. Đó, nó 3 lít nhá. Bác nhìn thấy cái con này dung tích 3 lít của nó. Đấy. Rất là to. Bề ngang của con này nó khoảng dài con này nó khoảng 20 cm nhá. Đấy, một găng tay của em vẫn chưa hết được nó này. Thì bác biết rồi. Ở đây là dưới nhưng còn chưa tính phần trên. Tại vì sao nó phải làm như vậy? Thì nó cách nhiệt rất là tốt. Nó làm một cái vòng rất là sâu, một vòng trong và một vòng ngoài để cách nhiệt. Đấy. Thì nó làm như vậy là cái mục đích của nó là nó có thể mang đi những cái chỗ khác dùng nước nóng. Đó, gọi như là xa khỏi cái nguồn điện để dùng để bơm bằng pin. Đấy, nên là nó phải làm cách nhiệt như vậy. Còn nếu không thì nó là bình thường như con kia rồi, để một chỗ, không cần phải cách nhiệt như vậy làm gì cả. Đó. Mỗi con nó sản xuất có một công dụng riêng của nó, nên các bác nhu cầu các bác sử dụng tới đâu thì các bác mua tới đó. Đấy,
chứ chẳng hạn như bác hay dùng những con như thế này thì hãy mua, và không thì dùng những con bình thường thôi, giá nó rẻ hơn. Đấy. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó thì em chia sẻ rất là thực tế những cái hàng mà để cho phù hợp nhu cầu của khách hàng. Đó. Có những cái các bác không cần thiết như vậy nên là các bác có thể không cần phải mua nó, tại vì nó điều kiện. Còn các bác có thể mua cái bình dân thôi. Con này đun rất nhanh nhá các bác nhá. Pin con này nó hết rồi, tại vì là pin mình như vậy không được lâu đâu. Bác mua đôi pin xịn bác bỏ vô. Đó, con số 1 giá 1.400.000. Nói chung là cái dòng này nó rất là hiếm. Ít thôi. Nó về rất là ít thôi, nó không có nhiều đâu. Còn cái hàng cỏ bình dân thì khá là nhiều, nhưng mà riêng cái dòng này thì nó rất là ít. Nó bác dòng này rất ít. Mà nó bác có về đi chăng nữa thì cũng hư khá là nhiều, phải chất lọc ra rất nhiều con mới lựa được, lựa được 1-2 con đấy. Nên là hàng này rất là hiếm, không có nhiều. Ở đây con số 2, con này dung tích nó 4 lít nhưng mà nó chỉ có 850.000 thôi đấy. Đó. Con này em bước là không đóng thì không phải nhé, em ghi độ nhé. Đó, nhưng mà nó vẫn sử dụng bình thường. Có nhiệt độ 70, 80, 90 và 98. Con này sản xuất tại China nhé. Cái con vừa rồi sản xuất tại Nhật Bản nhé. Sản xuất năm 2011. Hàng còn rất là đẹp nhé các bác nhé. Xung quanh con này vỏ nhựa, nó chùi rất là dễ luôn. Đó, bên trong còn rất là đẹp. Đây, đó, xanh luôn. Và gioăng của nó thì các bác nhìn này. Đấy. Đây, các bác nhìn kỹ hơn. Gioăng còn xanh nhá. Đấy. Đây này, gioăng của nó từ đây lên còn xanh. À, con này giá của nó là 850.000 nhá. Dung tích là 4 lít. Các bác nào hay đun nhiều thì mua con này nhá. Cái hàng 4 lít này nó cực kỳ hiếm. Đấy. Nhưng mà cái hàng 3 lít, 2 lít 2 thì quá nhiều, nhưng 4 lít thì nó khá hiếm, nhưng mà con mà đẹp được như thế này thì cũng khá là khó mua nhá. Nói thật các bác, em rất là nhiều đồ. Em phải sàng những cái con nó có 4 lít làm sao mà cứu được nó. Nó nói chung cứu nó là với cái gioăng đó, nó chỉ bị cái gioăng thôi. Nhưng mà những cái con như thế này nó ít khi gioăng. Nó chỉ hư hư những con mà nhiều tiền đấy, nó mới hư thôi. Còn những con bình thường bình dân lại rất ít hư. Đấy. Nên là các bác nhiều, có nhiều bác thích hàng VIP phải chấp nhận là rất khó để tìm những con hàng VIP bình thủy tiện. Còn hàng bình thường thì quá trời luôn. Đây này. 4 lít. Đấy. Con tay cơ vừa rồi đấy, con này bơm tay đã hư không hoạt động nữa. Đó, tại vì là cái dòng này em nói là em bán không bao giờ 10 con thì đến 9 con nó chết cái phần hoạt động bơm tay rồi đó. Nhưng mà dòng này giữ nhiệt thì quá lâu luôn đấy, nhiều khi bác đun sôi đúng không, bác rút điện để từ giờ từ đêm nay sáng mai nước vẫn còn nóng, cắm điện vô là còn ấy. Thì con này bác về ngâm giấm nhá. Đây này, nó có cặn cặn ở bộ dưới này đấy. Này rong thì còn ok, rong thì bác khỏi suy nghĩ con này nhá. Những con này do người cũng còn đẹp. Đây này, em thử các bác bơm nước này. Nói chung hôm nay em nói hơi nhiều một chút thì các bác thông cảm nhé, tại vì em phải nói cho các bác rõ hơn một chút trước khi mình mua một cái món sản phẩm nào đó phù hợp nhu cầu của mình. Rồi, hai bữa nữa em sẽ lên ly thủy tinh như thế này. Hàng cực đẹp luôn của Aichi Nhật Bản. Bác nhìn thủy tinh của nó trong vắt luôn. Đấy. Hơn nhau ở chỗ đó. Còn các bác không thể so đo được những thủy tinh hàng bình thường, so đo được những hàng của Nhật được. Cái đó mình không thể so được các bác nhé. Đó. Có những cái nó thổi mỏng dính luôn, nó thổi đến cỡ phải mỏng bằng nửa cái này luôn. Thủy tinh mà mỏng như người các bác biết nó thổi được. Rồi, con này của nó giá là 900.000. Rồi con số 3. 4 lít nhá. Vì nó không được đẹp như cái con vừa rồi. Đó. Nếu mà nó đẹp xuất sắc như cái con vừa rồi 4 lít Yoshi thì con này nó phải giá rất là nhiều tiền. Đấy. Cái dòng này trong siêu thị nó rơi vào tầm khoảng 4,7 triệu. Đấy. Hàng Việt Nam có bán, các bác nào có điều kiện có thể vào trong siêu thị quất một con mới keng xe beng luôn, trong siêu thị bán luôn 220V made in Japan luôn. Con Tiger vừa rồi là con Japan nhá, con Yoshi vừa rồi là sản xuất tại China thôi. Con này sản xuất tại Nhật Bản này, con này là con này không phải bình thủy điện nhá, con này 2009 này.
Đấy, dài 3 là 9851. Con này là tạo hơi nước, hơi ẩm á. Mà đây, bên trong các bác về vệ sinh nhá, em không vệ sinh, em bán nó rẻ rẻ này. Đây. Đây. Đó. Các bác nhìn này. Đó. Nhìn ánh đèn thì nó nhìn nó ghê ghê vậy thôi, chứ về đổ giấm mà các bác đun sôi vài ngày nó hết. Con này là tạo hơi hơi nước nhưng mà bằng nhiệt độ chứ không phải là bằng máy kia. Đấy. Con này nó xấu hơn cái con trước thì con này 370 ngàn thôi. Rồi. Dung tích con này nó là bao nhiêu lít đây? 480 mm trên 1 giờ. Con này nó hút được 480 mm trên 1 giờ nhé. Con này dung tích hình như 3 lít hay là 4 lít gì. Thôi, bình thủy để coi như là đã hết. Tạm thời như vậy đi. Còn thì em còn rất là nhiều, nhưng mà không có thời gian để quay một lúc nó quá nhiều lên được cho các bác lựa chọn được. Đó thì các bác thông cảm nhé. Thì em được con nào các bác thấy phù hợp thì bác alo chia. Rồi, đến cái phần nồi cơm. Đó. Và trước bác các bác đây là một cái nồi cơm Tiger. Cái này em ghi này sẽ ghi là số 1. Nồi cơm nhé, thì bác ghi là nồi cơm nhé. Con này có cả nướng bánh này. Con Tiger này, con này bên Nhật Bản vẫn đang còn sản xuất mới nhá. Nó cũng giống như là đây, bên trong còn kìa, các nhìn kìa. Cam vàng tươi nhá, son còn xanh đét nhá. Nhưng mà cái son thì nó không được đẹp cho lắm thôi. Son thì nó có 3 vết này. Đấy. Đấy. 3 vết trắng trắng các bác nhìn thấy không? Son thì vẫn còn đẹp bên ngoài cũng, nhưng mà nó chỉ có 3 vết đó thôi. Con này như có cả lỗ gâm cháy phải đó. Thì nó đời mới mà. Đây, con này sản xuất năm bao nhiêu? 2014 các bác nhá. Đấy. Đây, rất là nặng, con này giá nó 750 các bác nhá. Con này có cả nấu cơm cháy này, có cả nướng bánh này, ga ba là nướng bánh nhá các bác. Đây này. Ga ba này là nướng bánh. Đấy thì bác nào mua lần đầu tiên đấy thì em sẽ ghi cái hướng dẫn sử dụng ở đây. Đấy. Còn bác nào đã dùng rồi thì thôi. Sử dụng được nguồn điện 100V nhá. Con này bên ngoài của nó còn đẹp. Đấy, rất là đẹp, chỉ có son thì có 3 chấm nhẹ thôi. Rất là đẹp nhá, 750. Con này hiện tại bên Nhật nó đang rơi vào tầm khoảng 4 triệu gì đó. Tầm đó. Rồi, tiếp theo là một con Panasonic. Đấy. Con này sản xuất 2013. Giá con này nó là 700 ngàn. Son còn đẹp bác nhá. Không có bị vết gì cả. Đấy. Con này dung tích nó là 1 lít các bác nhá. 1 lít thì 4-5 người ăn thôi. 2013 nhá. Đấy, thì trên mặt của nó là hơi chảy một chút này. Bạn nào nấu cơm khá là ngon bác nhá. Video hôm nay sẽ hơi lâu một chút đấy. Thì các bác cái nào xem không thấy có nhu cầu thì các bác có thể tua qua. Đấy. Con số 3. Số 3 là một con Yoshiyoshi 1 lít các bác nhá. Sản xuất năm 2011. Đây son của con này nhá. Son thì mới tinh nhá. Son thì nó có 3-4 chấm ở dưới đáy này. Son thì mới keng sẽ beng các bác nhá. Và con này giá là 600 thôi. Đây.
Hỏi con số 4. Con số 4 con này giá 480 ngàn. Màn hình nó hơi nứt nứt ở ngoài chứ không phải bên trong nhá. Rồi, son. Son của nó thì ok, bên trong thì đẹp mới nhá. Bên ngoài nó không được đẹp thôi. À, bên trong thì không có bị chóc tiếp nữa. Rồi, một con Mitsu. Đây, số 5 này. Mitsu này, bề ngoài bên nó thì ok bác nhé, bề ngoài thì nó không móp méo gì, sạch sẽ. Đó, chỉ có bên trong thì nó không được đẹp thôi. Đó. Ừ, lấm tấm này. Gà mổ này, này 4.8 luôn. Gioăng thì như mới rồi. Rồi một con Hitachi nhá. Hitachi này. Con này số 6. 1 lít nhá. Con này còn khá là sạch sẽ. Đấy. Y như con Tiger vừa rồi á. Son này chưa có bị vết gì bác nhá. Con này nó hư mất cái này rồi. Rồi để mà em thay cái nắp khác rồi. Rồi còn tạm thời em chưa có bán. Còn là Juicy. Đây, son nó lấm tấm ở phía dưới bác nhá. Rồi, con này con số 6 đi, con số 6 kia không được, con này số 6. Con này 400 ngàn các bác nhá. Đây, hết pin rồi bác nhá. À, bên ngoài con này nó không được đẹp. Bên ngoài nó không được đẹp như mấy con kia. Bác cái nồi cơm này bác chỉ lời mấy chục ngàn con thôi bác. Nếu mà tính đổ đầu ra, tại có những con nó hư nữa mà. Chứ còn bác tính vô bán con này được mấy trăm ngàn, nhưng mà trừ sang những con khác nữa thì được lời mấy chục ngàn con thôi. Nói chung là mình rất là thích cái dòng đồ của Nhật thì mình bán cho những người sử dụng rồi lần đầu á. Đó, son này nó lổ lổ nhưng mà nó chưa có nổ lên nhá. Yoshi này giống con vừa rồi bác nhá. Đấy, giá là 400 thôi. Còn là số 7 400 ngàn. Đó, thì những nồi cơm em không có bao phí vận chuyển bác nhá, nên các bác mua hàng thì vui lòng trả em phí vận chuyển. Xa nhất tỉnh thành của cả nước thì nó rơi vào tầm khoảng 70 ngàn. Ai cứ yêu thích dòng Nati thì mua Nati, con này rất là nặng. Con này thì trong nó lấm tấm này. Đấy. Bên ngoài thì ok luôn. À, con cuối cùng là con số 8. Con này là 480 ngàn. Rồi cái bàn vít Makita 12V đầu khía thì con này khá nổi tiếng rồi, thì con này em đã lên pin cho nó rồi. Đó.
Nên pin đó. Mới pin 12V nhé. Đấy. Con này đầu thì nó hơi dơ dơ một chút nhỉ. Có thể không? Đầu nó hơi lắc lắc đầu khí đó. Đó, điều tốc các thứ đầy đủ ấy. Bàn vít cũng rất là ok nhé, con này 123D này. Đấy. Thì trong nhà đó, đây thì có. Còn thì bác nào mua thì về bán vít ấy, thì mua con này về dùng gia đình. Đó. Thì em đóng pin các thứ lại rồi nhá. Đó, các bác lưu ý nha, em đóng pin lại nhá. Con này thân máy không nó cũng khá đắt thôi, dòng pin gài mà. Nên cái vỏ pin này bác ra ngoài mua cũng mất 150-200 ngàn rồi. Đó, thì em bán cái máy này giá là 950 ngàn các bác nhá. Đấy, bác nào nhu cầu mua thì alo cho em. Rồi, xin chào các bác nhé, đóng cục pin không nó mất khoảng 500 ngàn nữa. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Thì cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian buổi tối để theo dõi video của em. Đó, xin hẹn gặp lại các bác nhé, bác nhu cầu mua hàng alo cho em nhé. Tạm biệt các bác.